Trong những năm gần đây, du học đang rộ lên như một phong trào và việc chọn lựa môi trường học tập phù hợp tại các quốc gia có nền giáo dục phát triển trên thế giới là điều mà các bạn sinh viên rất là quan tâm. Ngoài tấm bằng đại học thì rất nhiều bạn trẻ còn muốn lấy thêm cho mình tấm bằng thạc sĩ từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Và một trong những yếu tố mà các bạn quan tâm tới đó là thời gian học và học phí. Đây cũng là một cái những cái lý do khiến Singapore được lựa chọn là điểm đến của khá nhiều bạn sinh viên Việt Nam. Như chúng ta đã biết, Singapore được biết đến là một quốc đảo nằm ở khu vực Đông Nam Á. Với ngôn ngữ tiếng Anh được sử dụng chính thức, Singapore là một trong những điểm nóng về văn hóa trên thế giới, thu hút nhiều sinh viên quốc tế và các chuyên gia từ khắp nơi đến hội tụ về đây. Thì với hơn 1/3 dân số, Singapore là nước ngoài và đây là một đất nước có nền kinh tế phát triển hùng mạnh. Với tất cả những cái lý do kể trên thì Singapore chính là nơi lý tưởng cho bất cứ ai muốn có cái cơ hội du học và nhận một tấm bằng thạc sĩ MBA tại đây. Nếu bạn đang muốn tìm khóa thạc sĩ ngành du lịch khách sạn tại Singapore thì các bạn có thể tham khảo thông tin về học viện EIC, trường đào tạo các chuyên ngành về du lịch khách sạn, kinh doanh quốc tế, hậu cần. Và kết thúc khóa học, sinh viên sẽ được nhận tấm bằng của trường đại học Wolverhampton và đại học Randwick, một trong những trường đại học lớn và hiện đại của Anh Quốc. Thì học viện EIC Singapore là một trong những trường hàng đầu tại Singapore, được sáng lập bởi những nhà quản trị doanh nghiệp danh tiếng trong khu vực châu Á, với mục tiêu đào tạo nên đội ngũ các nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc. Thì khóa học thạc sĩ du lịch khách sạn tại EIC, thời gian học là 18 tháng với mức học phí là 22.100 đô la Singapore, khoảng 365 triệu Việt Nam đồng. Và gần đây, EIC Hotdin vừa đưa ra hoạt động khách sạn Beach Hotel, khách sạn có 308 phòng, 16 tầng chủ yếu phục vụ cho khách du lịch hoặc là công tác tại Singapore, với vị trí khá lý tưởng nằm ngay trung tâm của Singapore, cách Bukit MIT chỉ 5 phút đi bộ. Thì khách sạn này ra đời sẽ tạo cơ hội nhiều hơn cho các sinh viên học ngành du lịch khách sạn đang học tại Học viện EIC sẽ có cơ hội việc làm sau khi ra trường. Và Học viện EIC luôn đồng hành cùng sinh viên trong quá trình tìm kiếm kho tàng kiến thức. Trường tự hào với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, nhiệt tình với sự nghiệp giáo dục cùng ban cố vấn uyên bác đến từ nhiều công ty và tập đoàn hàng đầu trong các lĩnh vực kinh doanh, tài chính ngân hàng, du lịch và khách sạn. Sinh viên sẽ có cơ hội trải nghiệm phương pháp học tập mới mang tính thực tiễn cao nhằm xác định được mục tiêu của mình ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đồng thời có được hướng đi đúng đắn trong việc lựa chọn nghề nghiệp mà mình yêu thích. Và hiện nay, ưu đãi tại trường EIC Institute từ 8 tháng 1 cho đến 31 tháng 1 năm 2015 đó là giảm 160.5 đô la Singapore, khoảng 2,7 triệu Việt Nam đồng khi đăng ký nhập học, tặng một EIC Tab, giảm 2.000 đô la Singapore, khoảng 34 triệu Việt Nam đồng cho sinh viên có điểm trung bình bằng hoặc là trên 7 chấm. Nếu sinh viên có điểm trung bình dưới 7 chấm thì được giảm 1.000 đô la Singapore, khoảng 17 triệu Việt Nam đồng được trừ vào học phí. Và được tặng thẻ Dream Membership trị giá 1.200 cho đến 3.600 đô la Singapore, khoảng 20 triệu cho đến 60 triệu Việt Nam đồng. Thì điều kiện để các bạn nhận được các chương trình này đó là các bạn phải đăng ký từ thời gian 8 tháng 1 cho đến 31 tháng 1 2015 các bạn nhé. Thì các kỳ khai giảng gần nhất đó là khóa tiếng Anh sẽ được khai giảng vào ngày 6 tháng 3 năm 2015 và khóa thạc sĩ ngành du lịch khách sạn sẽ được khai giảng vào ngày 18 tháng 5 năm 2015. Thì để chi tiết hơn về chuyên ngành thạc sĩ du lịch khách sạn tại EIC Singapore, có thể trực tiếp truy cập website tân đại dương.edu.vn hoặc gọi đến tư vấn viên qua số điện thoại là 0838484879. Xin chào các bạn, tôi là Hồng Ly, chuyên viên tư vấn của công ty du học quốc tế Tân Đại Dương. Thì du học Singapore hiện nay đang là điểm đến của hầu hết các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam, bởi vì du học Singapore đang có rất là nhiều ưu điểm để mà chọn lựa. Thì lý do thứ nhất đó là cái chi phí du học hợp lý, bằng cấp quốc tế, thì cái thời gian học ngắn cũng như linh hoạt sẽ giúp rất nhiều cho sinh viên Việt Nam. Thì trong cái chương trình gặp gỡ hôm nay thì có sự góp mặt của anh Kevin đến từ đại diện của trường EIC Singapore. Thì hôm nay anh Kevin sẽ cùng với Tân Đại Dương sẽ giải đáp cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế khi mà các bạn có ý định du học Singapore. Nếu mà các bạn có ý định du học Singapore thì hôm nay anh Kevin sẽ cùng với chúng ta chia sẻ để có thêm một cái sự lựa chọn cho riêng mình. Thì chào anh Kevin. Anh có thể là chia sẻ với các bạn học sinh Việt Nam là về cái thế mạnh của trường EIC hiện nay là
như thế nào? Trường EAC thì có một cái cơ bản khá là khác so với các trường khác á, là ngoài về chương trình đào tạo chính, về chất lượng đào tạo khá là tốt, được kiểm định qua Bộ Giáo dục Phổ thông về thương hiệu, cũng về thương hiệu đào tạo là về EduTrust á, thì EAC là một trong 9 trường đầu tiên đạt được danh hiệu này. Và cái khác đặc biệt đó là trường EIC được thành lập bởi một cái nhà triệu phú trẻ, ông thành công về nhà quản lý kinh doanh. Vì thế là trường EIC của chúng tôi cũng mạnh về nhà quản lý kinh doanh là chính. Thì trong quản lý kinh doanh đó, thì trường ba chia làm ba cái ngành nhỏ, đó là quản lý doanh nghiệp, nhà khách sạn và tài chính ngân hàng. Riêng về chuyên ngành về khách sạn đó, thì trường có cái đặc biệt đó, là bên phía tập đoàn của chúng tôi đó, là tập đoàn EIC thì có sở hữu riêng một cái khách sạn tên là Vic Hotel. Thì đây là một cái cơ hội cho các bạn sinh viên. Qua cái sự giới thiệu của anh Bình thì thực sự thì các bạn cũng muốn đi du học ở EAC, mà đặc biệt là cái chuyên ngành du lịch khách sạn. Bởi vì theo anh Bình chia sẻ thì hiện tại bên tập đoàn EAC có đúng không ạ? Thì rất là hấp dẫn đúng không các bạn? Thì nhưng mà về vấn đề anh văn ở đây thì các bạn sinh viên Việt Nam là một cái điểm yếu, bởi vì sinh viên Việt Nam thì khó để có IELTS. Thì không biết mà khi mà sinh viên có ý định mà muốn học tại EAC thì có yêu cầu IELTS? Chương trình tiếng Anh đó, thì nhà trường có riêng khóa tiếng Anh để dành cho các bạn sinh viên chưa có đủ điều kiện ban đầu vào. Riêng về khóa tiếng Anh đó, thì nhà trường có 4 cấp độ dự bị, cơ bản, trung cấp và cao cấp. Các bạn sẽ được kiểm tra anh văn đầu vào để xác định trình độ của mình là thuộc cấp độ nào. Đối với những bạn mà ví dụ như là trình độ chỉ là sơ cấp thôi, thì các bạn sẽ học từ sơ cấp đến cao cấp. Thì tổng thời gian hoàn tất của khóa học đó, thì khá là ngắn, chỉ mất khoảng thời gian là 8 tháng thôi. Thì nếu mà các bạn mà chưa có IELTS thì các bạn cũng có thể dễ dàng tham gia cái chương trình học tại EAC Singapore từ sơ cấp cho tới là cao cấp. Thì về cái vấn đề ở đây là các bạn khi tốt nghiệp lớp 12 thì nhiều bạn có ý định là muốn nâng cao lên cái chương trình học cao đẳng hoặc là đại học, và sau cái chương trình đại học đó lại muốn nâng cao lên thạc sĩ, thì cái chương trình đó ở EAC như thế nào? Sau khi các bạn hoàn tất khóa tiếng Anh tại nhà trường, hoặc là những bạn nào đã có điểm IELTS Việt Nam là 5.5 sẵn, thì các bạn sẽ được vào khóa chương trình tiếp theo là cao đẳng nâng cao. Thì thời gian của khóa học cao đẳng nâng cao thì mất thời gian là 20 tháng. Hoàn tất khóa học này, các bạn sẽ được chuyển tiếp lên chương trình năm cuối cử nhân là học 1 tháng, 12 tháng nữa. Thì như vậy thì năm cao đẳng nâng cao là mất 20 tháng và năm cuối cử nhân là 12 tháng, thì tổng cộng là 32 tháng. Tức là khoảng 2 năm rưỡi là các bạn đã nhận được bằng đại học tại Singapore. Nếu các bạn nào vẫn muốn tiếp tục học tiếp lên thạc sĩ thì các bạn sẽ tốn thêm thời gian là 1 năm rưỡi nữa. Thì nếu mà các bạn muốn nâng cao về lĩnh vực là về cái chuyên ngành MBA thạc sĩ tại Singapore thì các bạn cũng có thể học tại EAC, đào tạo cũng là rất là nhiều chuyên ngành đúng không anh? Thì các bạn sẽ có nhiều cái sự lựa chọn ở chương trình thạc sĩ. Thì không biết là ở các bạn Việt Nam thì thường chọn cái chuyên ngành nào nhiều nhất tại EAC thưa anh Bình? Về chuyên ngành thì theo mình thấy thì đa số các bạn khi chọn học ở EAC thì các bạn sẽ chọn về học môn quản lý kinh doanh, sau đó thì tới du lịch khách sạn và tới tài chính ngân hàng. Thì cảm ơn cái sự chia sẻ của anh Bình hôm nay, thì giúp cho chúng ta có một cái sự lựa chọn cho bản thân mình ở cái hướng đi là du học tại Singapore. Thì để chi tiết hơn, các bạn hãy liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của EAC Singapore tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương, hoặc là truy cập vào website tundaiduong.edu.vn để tham khảo chi tiết về học phí cũng như là những cái chương trình mới nhất tại EAC Singapore. Xin cảm ơn.